nha. Được rồi đó, tắt đèn cầu được rồi đó. Rồi cho nó cháy hết oxy đi. Nó vẫn còn oxy á. Chích xuống. Đó, nó vẫn sáng lên đó, nhưng mà nó không đủ để nó đó. Cô, nó bật lên là do sao cô? Quá nhiều oxy đó. Ừ. Ở bên trên thì còn ít oxy. Sau bên dưới thì nhiều oxy. Vậy là đút nhanh quá nó bật. Em não rồi, tất cả oxy đều tảo.